Thầy Quang xin mời Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người đang trên diễn đàn. Không biết là anh chị em ở dưới có nghe rõ không ạ? Anh nghe Trung rất là rõ đó, anh nghĩ chắc mọi người dưới nghe cũng rõ. Dạ. Thì hôm nay anh em chúng ta giao lưu thì cũng không đặt nặng những thành phần mà ở nhà lầu đi xe hơi mà nhận mì gói. Cũng không đặt nặng những cái thành phần mà phải học xong đại học thì mới nghe nói chuyện được, thế nhưng mà lại nghe Trương Quốc Huy mới học lớp 7 dạy thôi. Đúng không ạ? Thì chúng ta có theo cái chương trình mà anh Thừa Quang cũng làm mấy hôm nay thì cũng cũng sắp rồi, thì chúng ta nhắc lại một chút để chúng ta tưởng nhớ cũng như là ghi ơn những người con đã nằm xuống giải phóng thống nhất đất nước và xây dựng Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Thì anh em chúng ta cũng đều biết là sau khi mà cái Hiệp định Paris được ký kết, đúng không ạ? Thì đến Đúng ngày rồi. 29 tháng 3 năm 1973 là lính Mỹ, người lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam. Cái này chỉ là người lính Mỹ cuối cùng thôi, chứ không phải là tất cả, đúng không ạ? Lúc này là các nhân viên, đấy, nhân viên dân sự khác thuộc của Mỹ thì vẫn còn ở lại miền Nam Việt Nam. Thì sau khi Mỹ rút quân thì đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, thì quân và dân, đúng không ạ, đã đồng loạt thực hiện cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho đến ngày hôm nay. Hai miền Nam Bắc đã được giải phóng một cách trọn vẹn, đất nước đã thu về một mối, thì có thể nói là một cái mà cái niềm hạnh phúc vô bờ bến của những thế hệ cha anh chúng ta ngày đó mong mỏi chờ ngày độc lập, và thế hệ anh em chúng ta được đến ngày hôm nay được hưởng cái nền hòa bình độc lập đó cho đến ngày hôm nay và góp phần xây dựng phát triển đất nước. Đấy, thì cái đó nó là một cái sự kiện lịch sử. Đấy, đánh dấu một cái có thể nói là trên cả mặt trận là đấu tranh về ngoại giao, đấu tranh về chính trị cũng như là trên chiến trường. Nó là sự cái kết thúc mà có lẽ là bao nhiêu thế hệ trước đó đã mong muốn. Thế nhưng cũng không thể làm được, mà chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo người dân Việt Nam, nhân dân Việt Chào Nam trường nha. ấy chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì chúng ta mới được hưởng cái nền hòa bình độc lập đến ngày hôm nay. Thì ngược lại thì chúng ta cũng có thể thấy được, thì qua các cái sự kiện lịch ấy, thì các cái nước người ta đã tham chiến tại Việt Nam, gửi quân tham chiến tại Việt Nam, rồi là chi phối về kinh tế, rồi là tài viện trợ về kinh tế, về quân sự cho chế độ gọi là của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó. Đấy, thì khi, đúng không ạ, các anh luôn cho rằng là các anh là quân lực hạng tư thế giới. Thế nhưng mà khi cuộc chiến kết thúc, Mỹ rút quân thì các anh cũng rút quân luôn. Đấy, rút quân luôn và rút quân chiến lược, rút dần. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là các anh không còn chỗ nào để rút nữa. Đấy, thì cứ chỗ nào bấu được, bám được, víu được thì các anh bon chen, các anh bấu víu để các anh trốn chạy với các cái tuyên truyền, đúng không ạ? Cái tuyên truyền mà nó phi thực tế, phi thực tế. Thì cái này có thể nói tại sao lại phi thực tế, bởi vì các anh luôn cho rằng là 4, 5, 6 người cộng sản đu cành đu đủ không gãy, thế mà người ta lại đánh cho các anh chạy không biết đường nào mà để mà chạy nữa. Rồi các anh cho rằng là cộng sản sẽ tắm máu miền Nam, đúng không ạ? Thế thì hiện thực đến bây giờ ấy, chúng ta có thể thấy có rất nhiều các bác đã ở lại trong nước đến ngày hôm nay, thậm chí cũng có các bác lên các kênh truyền thông để nói lại cái ngày đó, bởi vì những nhân vật đó là nhân vật có thật, là nhân vật lịch sử. Còn anh em chúng ta nói thì có thể các anh bên kia thế giới các anh cho rằng chúng ta nói phét, nói láo. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta có thể nhìn nhận được. Và những cái người ở lại trong nước đó, ngay cả ông Dương Văn Minh, đúng không ạ, vẫn ở lại.
Và đến thời ngày hôm nay chúng ta có thể biết ví dụ như bác sĩ Trần Đông A, đúng không ạ, Đúng rồi. cũng là một người đã từng tham gia trong Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng bác sĩ Trần Đông A bây giờ cũng đã được là gì ạ? Người không những là người dân, đúng không ạ? Chúng ta nhìn nhận là một bác sĩ có tài, đấy, có năng lực, có trình độ, có cống hiến cho đất nước, ngành y của đất nước, thì cũng đã được Đảng, Nhà nước công nhận và có những cái bằng khen, những giấy khen tặng thưởng. Những cái bác đó bác ở lại trong nước có bị làm sao đâu, đúng không ạ? Chả làm sao cả. Người ta vẫn cứ làm việc, người ta vẫn cứ sinh sống, người ta vẫn cứ cống hiến để xây dựng phát triển đất nước. Và không ai phủ nhận những cái đóng góp đó cả. Đấy, kể cả từ người dân cho đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức người ta đều quan tâm, đúng không ạ? Động viên, rồi là ghi nhận những cống hiến của những người đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là anh em chúng ta thấy là trong thời gian hiện nay, trong cái giai đoạn mà đất nước chúng ta phát triển vài năm trở lại đây đấy, thì đã có rất nhiều những người là Việt kiều, thậm chí là những người là đã từng là tham gia Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí là có người đã từng là gì ạ, tham gia cái lực lượng chống cộng sản tại Hoa Kỳ và các nước khác, người ta đã trở về Việt Nam, đúng không ạ? Trở về Việt Nam, người ta nhìn nhận, người ta đánh giá được cái sự phát triển của đất nước Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thì người ta đã góp lên những cái tiếng nói đấy, đưa ra những cái hình ảnh để thực tế chứng minh thấy được là gì ạ, người dân trong nước chúng ta phát triển về kinh tế như thế nào, rồi là cuộc sống ra làm sao, đúng không ạ, tự do dân chủ đến mức nào, thì mọi người cũng có những cái nhìn nhận và đánh giá. Thế thì qua những cái sự kiện đó, chúng ta nhìn nhận lại, đánh giá lại, chúng ta nói về cái việc tuyên truyền bẩn, hay là có thể nói là các anh này, các anh tự vẽ bùa đeo vào người đấy. Đấy, cái vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta đề cập đến. Đó là tại sao các anh luôn phủ nhận bất cứ một cái việc gì ở trong nước xảy ra, thì các anh luôn lên, các anh đổ lỗi cho chính quyền địa phương, rồi đổ lỗi cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thế nhưng các anh không bao giờ các anh ghi nhận sự phát triển của đất nước. Đấy, một cái rất là nghịch lý. Ví dụ, các anh xem các cái clip ở thời sự ở Việt Nam đưa tin về cái vấn đề ví dụ là các cái đường, đúng không ạ, là bị tắc đường vào giờ cao điểm chẳng hạn, thì các anh cũng đổ lỗi cho nhà nước. Nhưng mà ngược lại các anh lại quên mất một điều, đó là gì? Các anh bảo là người dân Việt Nam rất là nghèo. Thế khổ. Mà người ấy khổ, người ta đi xe thì chật hết không được, không chẳng chất được con ốc vít. Các anh cho rằng người dân Việt Nam là khổ này, nghèo khổ này, thế nhưng mà người ta lại đi xe chật hết cả đường, thậm chí là dẫn đến tắc đường. Đấy, rồi là các anh bảo người dân Việt Nam không có tự do, thế nhưng mà người ta đi ra đường đông, số lượng đông như thế thì người ta đi đâu, đúng không ạ? Người ta đi đâu, người ta làm gì? Các anh không giải thích, không biết được. Đấy, đó là những cái mà có thể nói rất là nghịch lý, mà trong các cái câu nói, câu chuyện các anh luôn xuyên tạc, chưa bao giờ mà các anh nói đúng sự thật về đất nước. Thế thì trong nước đó là như thế, ở ngoài nước thì nó lại khác. Các anh sống ở Mỹ, nhưng khi mà đề cập đến vấn đề ở nước Mỹ thì các anh lại bảo là các anh không quan tâm đến nước Mỹ. Đấy, thế thì các anh ở Mỹ mà các anh không quan tâm đến đời sống văn hóa, chính trị, xã hội của Mỹ, không quan tâm đến mọi vấn đề của Mỹ, thế các anh sống ở Mỹ để làm gì? Các anh sang Mỹ để làm gì? Các anh sống ở bên đấy để làm gì? Đúng không ạ? Mà các anh không quan tâm đến nước Mỹ. Cái nước Mỹ là các anh đang sinh sống và cống hiến, là các anh phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nước đó, là một công dân, đúng không ạ? Cũng giống như người dân Việt Nam cũng vậy, đang sinh sống trên đất nước Việt Nam thì người ta cũng phải có quyền và nghĩa vụ đối với đất nước Việt Nam. Nhưng mà các anh sống ở Mỹ thì các anh lại buông thả như vậy, giống như ngày xưa thế. Mặc dù các anh gọi là các anh là những người lính ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng các anh không có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đấy, đối với cái chế độ đó, mà các anh chỉ sinh sống bằng những đồng viện trợ của nước Mỹ và các quốc gia khác. Nó mới dẫn đến cái nghịch cảnh là gì? Các anh luôn gọi người ta là tà quyền, thế nhưng mà lại bị tà quyền đánh thắng. Thế thì các anh còn tà hơn cả tà nữa.
không? Đó là lời nói của các anh như vậy. Chứ còn dưới ngọn cờ của Đảng, nếu không có lý tưởng, không có chính nghĩa, đúng không ạ? Không vì lòng yêu nước, vì yêu thương giống nòi, yêu dân tộc Việt Nam, thì làm sao người ta có thể gì ạ? Quy tụ được những cái người con có thể nói là bần cùng trong xã hội, đấy, bị đàn áp, áp bức bóc lột, cơm không có đủ ăn, quần áo không có đủ mặc, mà người ta vẫn quy tụ được tụ những người đó cùng lý tưởng đứng dưới ngọn cờ của Đảng. Người ta ăn đúng không ạ? Ăn thì thiếu, quần áo không có, đấy, phải ngủ rừng, đấy, ngủ đất, mà người ta lại trường kỳ kháng chiến đánh đuổi được các anh quân lực hạng tư thế giới. Thế thì các anh phải đặt lại, đặt câu hỏi ngược lại đối với các anh. Thế thì ai mới là tà ở đây, đúng không ạ? Tà thì không bao giờ thắng chính. Thế mà các đúng anh rồi. Đã thua rồi, đúng không ạ? Các anh đã thua và thua 47 năm nay rồi, nhưng mà các anh lại không tỉnh ngộ, các anh không có cái nhận thức nó đúng đắn về cái vấn đề đó, mà các anh luôn cho rằng người ta là tà. Đấy. Thế thì người ta mà là tà thì các anh còn quá tà, các anh còn xếp vào cái loại nào của tà nữa, thì các anh phải đặt nặng vấn đề đó. Và các anh quên mất một điều nữa là gì? Quên mất một điều là hiện nay Việt Nam và Hoa Kỳ đã gọi là gác lại quá khứ hướng tới tương lai, đúng không ạ? Thép lại quá khứ hướng tới tương lai. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không bới móc quá khứ lên để chỉ trích. Thế nhưng mà lịch sử ấy và quá khứ là chúng ta luôn phải ghi nhớ, đấy, không được phép lãng quên cái gì nó thuộc về những cái quá khứ đau thương của dân tộc, những cái gì nó thuộc về hào hùng, đúng không ạ, của dân tộc, là chúng ta không những là không thể lãng quên mà lúc nào chúng ta cũng phải đề cập, cũng phải nhắc nhở thế hệ con cháu đi sau để mọi người có thể hiểu được là gì, hiểu được là đất nước chúng ta ngày hôm nay và con cháu thế hệ chúng ta ngày hôm nay được hưởng cái nền hòa bình độc lập, nó không phải đi xin mà có, mà chúng ta đánh đổi bằng xương máu của bao nhiêu thế hệ cha anh, đúng không? Thế nhưng mà hiện nay giữa hai quốc gia đang hợp tác thì chúng ta đã nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy, đúng không ạ, các lãnh đạo của nước Mỹ sang Việt Nam, khi thăm Việt Nam cử hành lễ quốc ca, sau đó là gì ạ? Thực hiện lễ gì? Lễ chào cờ của hai quốc gia. Rồi là gì ạ? Việc cầm quốc kỳ của hai nước vẫy chào những người dân, những người đón tiếp. Đấy, thế thì các anh gọi lãnh đạo chúng tôi là tà. Thế bây giờ lãnh đạo Mỹ người ta sang bên này, người ta hợp tác bắt tay chào cờ, thế thì lãnh đạo Mỹ đó là các anh cũng xếp người ta vào tà luôn à? Hay là thế nào? Không. Thế này chung mà. Thì lúc đó đó thì theo mình nha, theo mình nghĩ thì họ không nói gì đâu, nhưng mà có thể với chúng ta làm theo cái vấn đề là chúng ta suy diễn theo cái gọi tính chất bắt cầu á, thì có thể họ sẽ cho rằng là cái gì ông Trump á, ông Trump với Trung mới nói đúng không, là cầm cờ Việt Nam với Bắc Phúc đúng không, rồi qua Việt Nam gọi 5 phút, thì theo mình nghĩ là những người kia họ sẽ bảo là Tổng thống Trump là bưng bô tài quyền, đúng không? Nếu mình suy diễn theo gọi cái tính mà nó logic á, của câu chuyện á, đó, thì họ sẽ bảo là ông Trump này không được rồi, trời ơi, bưng bô tài quyền. Bởi vì đối với quan điểm của bọn họ á, cứ ai mà có cái thiện chí, cánh nhìn nó thiện cảm tốt về đất nước á, về quê hương á, thì họ cho rằng là bưng bô cộng sản, đúng không? Họ cho là bưng bô, cho rằng thế này, cho rằng thế nọ, rất là tức cười. Và có một câu nữa, nó câu thành ngữ mình nghe, mình nếu mình nghĩ lại thấy nó cũng hay á Trung, là câu này không biết mọi người đã nghe qua chưa. Việt Nam chúng ta có cái câu phải không, một cây làm chẳng nên non đúng không, ba cây chụp lại nên hồ núi cao đó mà. Thì mình lại nghe một cái câu nó ở ngoài xã hội đó. Người ta mới nói thế này, một que làm chẳng nên non, nhưng ba que mà chụp lại á, đưa lên càng máy bay. Nó kỳ vậy á nhá, một que thì làm chẳng nên non, mà ba que nó chụp lại á, nó thành cái càng máy bay.
Bởi vì sao? Thay vì người ta tập hợp lại, người ta có sự đoàn kết, người ta có sự thống nhất thì người ta sẽ chiến thắng, đúng không? Đúng không? Sẽ chiến thắng thế này thế nọ, chiến thắng tất cả. Còn cái bản chất của những người kia là gì? Chỉ vì lợi ích cá nhân thế này thế nọ, đấu đá vân vân mây mây, thằng nào cũng đòi làm tổng thống hết đó, thằng nào cũng đòi làm tướng hết đó. Thì cho nên là gì, đi đến cuối cùng là gì, ba que nó chụm lại thì nó thành cái càng máy bay thôi, là gì, là đu càng đi thôi chứ còn không có làm ăn gì được nữa đó. Thì Chung nghĩ thế nào? Nhưng mà Chung thì như anh đã dẫn chứng đúng không ạ? Và cái này không phải là chúng ta nói theo phương diện là chúng ta nói xấu các anh ấy. Đúng rồi. Mà chúng ta mình đây là thế. Chúng ta nhìn bằng hình ảnh, bằng thực tế, đúng không ạ? Thực tế. Mà cái hình ảnh đó hiện nay vẫn đang còn rất nhiều và mọi người đều có thể xem được, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta tự vẽ ra như các anh ấy. Đấy. Thế thì khi mà nói về mục đích cá nhân thì chúng ta lại phải nhớ lại một chút. Đó là sau cái ngày 1 tháng 11 năm 1963, cái sự kiện đó mọi người ai cũng nhớ, đúng không ạ? Đấy, sau cái sự kiện đó thì liên tiếp có 14 cuộc đảo chính liên tục trong hơn 1.5 năm cái giai đoạn đó, thì mới sinh ra được cái, theo như các anh nói là đệ nhị Cộng Hòa. Chúng ta cứ tìm lại lịch sử đi, có 14 cuộc đảo chính trong 1.5 năm. Thế thì cái đó nó về cái gì? Nếu như các anh không tranh quyền đoạt lợi, đúng không ạ? Các anh không có tư tưởng là gì? Tà đạo, xấu xa, thì tại sao các anh lại vẽ ra những cái cuộc đảo chính đó? Đúng không ạ? Thì các anh vẽ ra cuộc đảo chính đó để làm gì? Để tranh quyền đoạt lợi. Để muốn đưa mình lên một cái vị trí nó cao hơn, nó có quyền lực hơn, nó có quyền định đoạt số mệnh của người dân. Đấy, thế nó mới là cái gì? Nó mới là cái hình thức của người ta gọi là cai trị. Đó. Và chính cái cai trị với cái chế độ tàn bạo đó, thì ngay chính những người dân ở miền Nam Việt Nam giai đoạn đó, người ta mới, đúng không ạ, đứng lên cùng với là gì ạ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh đuổi các anh. Đấy. Chứ không phải tự dưng. Nếu như các anh tốt đẹp thì các anh đã không thất bại. Nếu mà các anh đã có đạo đức, có tốt đẹp thì đã không thất bại, đúng không ạ? Đấy, trong khi các anh luôn ca ngợi các anh là quân lực hạng tư thế giới. Đấy, được bao nhiêu nước gửi quân sang tham chiến mà các anh lại thất bại. Thì dĩ nhiên cái thất bại của các anh nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó có cái nguyên nhân đó là gì ạ? Các anh chỉ vì quyền lợi của các anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của người dân. Cái đó nó một cái mà nó vô cùng độc ác, mà chỉ diễn ra trong các cái thời kỳ phong kiến ngày xưa thôi. Đấy, khi mà các cái cuộc gọi là tranh quyền đoạt lợi nó diễn ra, thì ngay chính các anh lại tái hiện cái điều đó, và tương lai sắp tới đây lại tiếp tục diễn ra. Đó là em dẫn chứng cụ thể luôn. Đó là hiện nay ở Hoa Kỳ, đấy, đang chuẩn bị có một hoàng đế mới. Đấy, đây là hoàng đế Mỹ nha, không phải là hoàng đế của Việt Nam. Chúng ta phải nhớ thế, bởi vì là ông Đào Minh Quân này, ông là người Mỹ, không phải là người Việt Nam. Ông chỉ là gốc Việt Nam thôi. Đấy. Thế ông lên làm hoàng đế luôn hả? À, lên ngôi hoàng đế. Đấy, thì nhưng mà cái nhân vật mà Trung vừa nói lên ngôi hoàng đế đó, thì có nghĩa là dân, thần dân của ông ta là bao là ai? Cái này thì em nghĩ là cái Chào Quốc Cầm. Nếu như ông ta lên ngôi hoàng đế ở nước Mỹ, thì chúng ta hiểu là đồng nghĩa với việc là quốc gia Mỹ là thuộc của ông rồi. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai nữa là tất cả những người dân nào sinh sống ở Mỹ thì đều là con dân của hoàng đế đó hết. Bởi vì hoàng đế ngày xưa chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Người ta cai trị một quốc gia mà. Người ta lãnh đạo một quốc gia. Nhưng mà cái quyền lực của hoàng đế là tối cao thôi. Người ta quản lý quốc gia đó. Thì bây giờ ông Đào Minh Quân, ông đang ở Mỹ, thì chúng ta có thể hiểu là ông ta là hoàng đế của nước Mỹ và quản lý tất cả những thần dân của người Mỹ. Đúng không ạ? Vậy là có nghĩa sau này á, có nghĩa sau này là những người mà trước đây từng cầm cái cờ vàng ba sọc mà là cái đặc sản để xuống đường biểu tình bất chấp á, đúng không? Thì sẽ gặp ông ta gọi là cái gì? Nếu mà gặp ông ta thì sẽ gọi là
bái kiến nha, bái kiến gì, à, gọi là Bái gì kiến ta, hoàng bái kiến, thượng chẳng hạn. bái kiến hoàng thượng đúng không? Dạ. À, bái kiến hoàng thượng tức là họ lại, tức là ngày xưa á, thì tức là trước đây thì họ luôn luôn là dùng cái gọi là cái yếu tố Trung Quốc, yếu tố Tàu để họ miệt thị hay là đả kích người trong nước đúng không? Thì bây giờ họ bị quả báo đó, đúng không? Nếu vậy họ bị quả báo đúng chưa? Đúng không? Giống Thì như giống cái như câu này nè. Đó cái câu trên màn hình á. Cái triết lý của họ mà Trung nghĩ lại toàn bộ á, Trung Trung nghĩ theo cái triết lý của họ vận hành nó đúng không nè. Nếu địch là kỳ tài, ta cho địch chết rồi mới khen. Khi địch còn sống, ta dìm hàng địch bất chấp lý lẽ. Trung thấy giống không? Giống như cái tiêu chí mà bọn họ sử dụng suốt bao nhiêu năm qua không? Tức là mọi vấn đề gì đó của Đảng Cộng sản Việt Nam hay mọi cái vấn đề gì đó mà Đảng Cộng sản đã làm được cho dân, làm được cho đất nước và thậm chí là được đã khẳng định vị thế hiện tại đúng không? Vị thế hiện tại trên chính trường quốc tế như thế nào là kể cả các nước trên quốc thế giới họ công nhận luôn. Thì riêng những cái thành phần này họ không bao giờ họ công nhận mà họ chỉ dìm hàng một cách bất chấp lý lẽ. Chung 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 thấy sao? Chung chung nghĩ câu này, chung đọc cái câu này chung nghĩ sao? thì anh có thấy không, bây giờ chúng ta nói như thế này để nó dễ hình dung này. Ví dụ Việt Nam mình bây giờ chẳng hạn, trong nước mình đi, cái việc phát triển đến đâu á, phát triển như thế nào thì chưa có một cái anh nào anh đề cập đến hết. Thế nhưng bất kỳ một cái việc gì xảy ra, từ cái việc người dân mâu thuẫn đánh nhau thôi đó, thì các anh cũng lôi lên. Đấy, các anh phân tích, có khi phân tích 3 ngày chưa hết cái vụ việc đó. Đấy, mặc dù có thể là cái vụ việc đó chỉ là mâu thuẫn cá nhân, người ta bộc phát, người ta đánh nhau một vài cái thôi. Nhưng mà các anh đưa lên, các anh đổ lỗi cho chế độ, đổ lỗi cho chính quyền. Và cái đổ lỗi này ấy, nó là cái dìm hàng. Đó. Và cái chiến thuật dìm hàng này của anh ấy là 4-7 năm nay rồi. À, giống như kiểu chiến thuật quảng cáo mà. Có Đúng nghĩa rồi. là đầu tiên á, thì nhắc đến thì không ai để ý. Thế nhưng các anh cứ nói dài, nói mãi thì nó sẽ đi vào tiềm thức của người nghe, thì dẫn đến người nghe mà lại thiếu hiểu biết nữa thì nó lại trở thành sự thật mặc dù là nói dối. Đấy, đấy chính là cái đề, cái mà ý thứ ba em Tiêu muốn nói chí. trong cái tiêu chí thứ ba mà em muốn nói đề cập đến ngày hôm nay. Đó là về nhận thức, đó là về góc độ nhận thức. Dĩ nhiên là không phải tất cả những người Việt ở các nước người ta đều có cái tư tưởng như các anh ấy, mà chỉ một bộ phận nhỏ thôi. Thì chúng ta cũng đã thường xuyên điểm tên các anh này rồi. Đó là cái những cái thành phần gì? Đó là những thành phần là dìm hàng hàng bất chấp. Đấy. Thế thì tại sao lại nói với em lại nói về nhận thức? Bây giờ chúng ta đề cập lại một cái vấn đề một chút. Tại sao bây giờ vẫn có những người ủng hộ Trương Quốc Huy, đúng không ạ? Mà Jason Nguyễn có thể là một trong những người đó, em đề cập thẳng luôn. Ấy thì anh ta cho rằng là phải trình độ đại học thì mới nghe anh ta nói chuyện thì mới được. Thế nhưng anh ta lại quên mất một điều là thằng Trương Quốc Huy nó mới học hết lớp 7 thôi. Đấy, thế là cái thằng lớp 7 đi họ dạy thằng đại học, đúng không ạ? Thế là cái vấn đề là về nhận thức thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa, thử hỏi là ngay bản thân các anh ấy sinh sống ở xứ sở văn minh nhất thế giới này. Đấy, khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới, công nghệ thông tin nhất thế giới, tiếp cận mọi vấn đề toàn cầu, đúng không ạ? Kinh tế vân vân cả đều nhất thế giới. Thế các anh có biết là những cái thằng đấy nó nói láo không? Nếu không biết nó cũng đánh về mặt nhận thức, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi vấn đề thứ ba nữa là gì? Những cái anh đó, anh có biết là Đào Minh Quân lừa đảo không? Lừa đảo quyên góp bao nhiêu năm nay không? Từ hồi tự xưng là thủ tướng, rồi tự xưng là tổng thống, rồi là tự xưng là Đức Quốc công, bây giờ lại chuẩn bị là tự phong cho mình là hoàng đế nữa. Đấy, thế các anh có biết đó là lừa đảo không? Đấy. Và cái tự phong đó ai công nhận? Quốc gia nào công nhận? Chính quyền nào công nhận? Các anh có biết điều đó không? Hay là biết nhưng mà các anh vẫn cố các anh đi theo? Cái đó nó lại thuộc về gì ạ? Cũng thuộc về nhận thức. Đấy. Thế thì vấn đề thứ ba em đề cập đến là nhận thức các anh mặc dù ở các cái nước đó được học hành hay không thì em chưa biết.
Đấy, bởi vì cũng có thể là có những anh sang đấy thì anh có học, nhưng có anh sang đấy thì không có học. Đấy, thế nhưng mà khi mà theo dõi các cái diễn biến đó mà các anh vẫn đồng tình ủng hộ cho những cái người đó, thì chúng ta đặt luôn câu hỏi là nhận thức các anh đến đâu và ở vị trí nào. Đó là mọi người có thể nhìn nhận đánh giá để mà đối chiếu xem xét xem là cái nào đúng, cái nào sai. Ít nhất khi chúng ta làm việc gì, đúng không ạ? Chúng ta ủng hộ ai thì chúng ta cũng phải đặt cái thứ nhất là cái người đó, người ta lãnh đạo mình thì mình được cái quyền lợi gì, lợi ích gì, đúng không ạ? Hay là đảm bảo đến đâu. Đấy, đó là cái lợi ích. Đấy, thế nhưng mà ở đây các anh ấy không đặt, không quan trọng vấn đề đó, và các anh theo bất chấp, mặc dù biết là bị lừa, mà không phải là nhiều ít người bị lừa mà rất nhiều người bị lừa rồi, đã bị bỏ rơi rồi. Và cái bản chất bỏ rơi này nó được di truyền từ bố của các anh ấy, đó là anh Mỹ. Mỹ là bố của các anh mà. Đúng rồi. Đấy, ngày xưa bố Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, mà cái này không phải là do em nói ra nhé, mà chính các anh ấy đổ lỗi đấy. Các anh thua trận bây giờ các anh đổ lỗi là do Mỹ bỏ rơi, đúng không Đúng ạ? rồi, Hay là ngày chửi luôn mà, xưa chửi lại Mỹ luôn à, mà. Chửi lại đấy, Mỹ luôn mà. ngày xưa là bị bố Mỹ bỏ rơi, thế bây giờ đến các anh ấy sang đấy, tuổi tác một số anh thì cũng đã cao rồi, còn thành phần thế hệ như Trương Quốc Huy thì còn trẻ hơn, thế thì lại chuẩn bị là gì, bị Đào Minh Quân bỏ rơi, thế là đến là con là thằng thằng cha thằng ông nội, đúng không, thằng ông nội bỏ thằng thằng con rồi bây giờ tới thằng con bỏ thằng cháu, đó là nó là gen di truyền bị bỏ rơi đấy, nó giống kiểu con rơi con rớt mà, nó là gen di Đúng truyền mà. rồi, anh đồng ý với chung điểm này nè. Từ lâu lâu á, anh hay gặp trên cái những cái câu comment dạo á, thì những thành phần mà gọi là tự hào được ở nhà lầu đi xe hơi, họ họ nói thế này nè: trời ơi, nó thiệt chứ, giả như không, nếu nếu mà hồi xưa mà Mỹ không bỏ rơi á, không, nếu mà Mỹ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bữa hai bây giờ là phải bằng Hàn Quốc rồi, phải bằng Nhật Bản rồi. Trời trời, mà cuối cùng mình tìm hiểu ra xem Hàn Quốc hiện tại giờ là cái gì. Đúng, giàu lắm, mạnh, giàu, có tiền chứ không phải không đâu, nhưng mà là sao, vẫn là một cái kiếp lệ thuộc, đúng không? Đó, kiếp lệ thuộc, có được đứng trên đôi chân của mình đâu mà tự hào cái gì. Mình thấy rất là tức cười, rất là tức cười, Thế thì giống như hồi nãy. thực ra các anh ấy À, nói, mời nhưng mà chung. có nhiều cái khía cạnh các anh ấy nói ra là các anh nói theo cái ý các anh ấy, trong lúc các anh ấy giống như kiểu quẫn trí ấy mà, các anh ấy không có suy nghĩ hết. Thế bây giờ đặt cương vị một số anh ở bên đó, bây giờ các anh cũng làm cha mà, các anh cũng là một người cha có những người con. Thế các anh có đặt câu hỏi tại sao thằng cha mình nó bỏ rơi mình không, đúng không ạ? Đúng rồi. Bỏ rơi nó chỉ có mỗi một cái thôi, đó là ăn tục nói phép phá gia chi tử đấy, Ăn tàn phá hoại. ngu ăn tàn phá hoại, ngu dốt, nói mãi lớn rồi nói mãi không được, thế thì từ nó đi chứ giữ nó lại nó làm cái gì để gánh nặng này. Thế thì các anh cũng là thế đấy, được người cha người ta tạo ra, nhưng mà khi mà các anh chỉ nói thì là được nhưng làm thì không đến đâu đấy, tiền thì hàng ngày cứ cấp cho các anh, các anh toàn đi chơi bài với vào động thôi. Thế người ta phải bỏ các anh đi chứ, người ta giống như kiểu người ta cắt đi cái khối ung nhọt trên cơ thể người ta đi đấy, chứ người ta giữ lại thì chỉ thêm bệnh thôi, không giải quyết vấn đề gì đấy. Chính vì cái lẽ đó, thế nên nếu như mà xét tổng thể mà nói á, thì em lại không 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 cảm thấy bực tức hay là giận dỗi hay là khó chịu đối với các anh ấy, bởi vì khi các anh ấy nói ra thì chúng ta mới biết là gì, một là nhận thức của các anh không đến đâu đấy, thứ hai nữa là gì, thứ hai nữa là càng thể hiện cái vấn đề các anh yếu kém về mặt tư duy đấy, đó là cái ý mà em muốn nói là góc độ nhận thức là như vậy. Còn vấn đề cuối cùng thì em chỉ xin 1 phút nữa thôi, thì hiện nay chắc mọi người cũng biết đúng không ạ, và tìm hiểu chắc mọi người cũng biết đó là cái cuộc chiến giữa giữa Nga và Ukraine hiện nay ấy, thì các anh lại cho rằng là Nga xâm lược Ukraine khi Nga đưa quân đội và các trang thiết bị vũ khí sang đánh bắn phá vào đất nước Ukraine thì các anh bảo Nga xâm lược. Thế ngược lại ngày xưa đúng không ạ, ngày xưa
khi quân đội Mỹ đưa quân và các trang thiết bị vũ khí sang để đánh Việt Nam, thì các anh lại cho rằng là gì ạ? Mỹ đi giúp, hoặc là các anh lại cho rằng là Mỹ là được thuê về, trong khi các anh đúng rồi. Thuộc lại loại là khố rách áo ôm, tiền không có mà ăn mà đòi đi thuê Mỹ. Cái đó là cái mà em muốn chia sẻ ý cuối cùng. Thì xin chào phép con. Em xuống live để mời anh em khác lên cùng với bác Cầm chia sẻ.